Mọi người, bây giờ là 11:58. Nghệ sĩ kim diễn viên Hồ Bích Trâm đã hẹn tôi lúc 11:45 mọi người. Và bây giờ là gần sắp 12 giờ, đúng rồi. Gọi là cái giờ lên luôn rồi vẫn chưa thấy Hồ Bích Trâm đâu. Thường á, là mọi người coi cái này á, trên YouTube hay trên TV á, là người ta dàn cảnh, người ta chờ nhau cho nó vui thôi. Nhưng mà cái này là tôi chờ thiệt. Hồ Bích Trâm ơi, tôi lạ nước lạ cái, tôi đâu biết quán này là quán nào đâu. Tôi tới tôi ngồi bơ vơ như giống như một em sinh viên mới lạc trên xe buýt vậy đó mọi người. Giờ vẫn chưa thấy. Đứng đây để coi thử khi nào bả tới. Quán giờ đang đông lắm mọi người. Giờ ăn trưa á nên rất là đông. Mình ngồi giữa quán á giống như bị chán án người ta. Người ta đi qua đi lại đụng mình hoài cho nên phải ra ngồi trước đứng nè. Mặc dù mấy anh chị nhân viên rất là dễ thương, vẫn cho mình ngồi. Mình ngồi mình đợi thôi chứ mình đâu có, mình chưa biết ăn uống gì hết trơn. Đó. Xong bây giờ mình quyết định mình ra đây. Mình giật cái máy quay của kênh Hồ Bích Trâm Official luôn để mình nói xấu Hồ Bích Trâm mọi người. Và mình nghĩ là những cái anh mà biên tập dàn dựng nên lấy cái đoạn này để vô cho người ta biết là sự đời nó chân thật như thế nào. Chứ không có thể nào mà dàn cảnh mà tình chị em thấm thiết rồi rô ngồi ăn dễ thương vậy là không được. Nói hồi 12 giờ đúng nè mọi người, giờ lên đây nè. Mặt trời lên thiên đỉnh luôn rồi mà Hồ Bích Trâm vẫn chưa tới mọi người. Hello anh. Trời ơi, mấy đứa mà giờ nó mới tới ăn nè. Dạ, chào anh. Em xin lỗi anh, em xin lỗi bông tím nha, em đi trễ. Cuối cùng á là em là người kết nối hai anh em luôn á, mà em không tới bây giờ anh đâu có nói chuyện với anh được đâu. Ủa hôm nãy giờ hai người không biết luôn hả? Đó, đây là dạ. Thấy em mà anh từng ngờ ngờ anh đâu có dám hỏi. Dạ, đâu có dám hỏi anh mới hỏi luôn rồi. Dạ. Dạ, đây là anh Lộc. Còn đây là anh Bông Tím, mọi người biết rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay anh Lộc sẽ dẫn Trâm với anh Bông Tím đi ăn món cái gì ta? Bánh tráng thịt heo. Bánh tráng thịt heo. Và đặc biệt nha mọi người, cái quán này là của hai người cháu của Công Tường với Đông Kiều. Hai bạn ấy là tuyển thủ quốc gia và lứa của Hoàng Anh Gia Lai. Hôm nay món ăn rất đặc biệt, không khi chưa mình có tới rồi. Những món ăn rất là đặc biệt miền đó, Trung. Tại vì anh Lộc biết là Trâm là người miền Trung, rất là thích ăn những món miền Trung. Cho nên là anh Lộc dẫn Trâm đi và Trâm sẽ rủ thêm Bông Tím nữa. Tại vì Bông Tím là ăn ké, thánh ăn ké mọi người. Thôi mình đi lên mình khám phá quán của con Phượng nha. Đi. Mọi người đi, nhân chủ nhân trả tiền nha. Rồi ok. Ai bảo đoạn mình đã trả tiền chứ sao nữa. Thôi nóng quá bây giờ. Mọi người ơi, hôm nay Trâm bao nguyên cái góc này ra nha mọi người. Trâm mà bao nguyên cái phòng này là Trâm phải order mỗi đĩa một bàn. Bàn nào cũng phải có đồ ăn hết thì mới là bao nguyên. Không, thật ra là tại vì buổi trưa mai lên đây ngồi hết cho nên mình mới bao được. Trời ơi, anh ơi, sao anh cười em dữ vậy? Ngưỡng mộ Hồ Bích Trâm, nghe bạn ấy nói à. Ngưỡng mộ chị. Em ngưỡng mộ chị quá, bạn nói. Bây giờ em ngưỡng mộ chị, em kêu Công Phượng đây đây đi. Chị có chị ngưỡng mộ Công Phượng. Nhân viên thì làm sao là dám kêu được. Không, mọi người, ngày hôm nay á là thật sự là mình không có biết là mình có duyên mình được gặp Công Phượng hay không. Nhưng mà hy vọng nha, tại vì Công Phượng là cũng là một trong những cầu thủ mà Trâm rất là thích luôn. Tối qua nhắn tin cho Bông Tím và nói trời mê Công Phượng lắm. Trâm kêu là cầu nguyện đi, hãy cầu nguyện chung với em đi là mai Công Phượng ra được. Thật ra quán này là của hai bạn Đông Triều Công Phượng. Thì Đông Triều đang tập ở đồi, đang trên đường về khoảng tầm 10 phút nữa Công Triều có mặt ở đây. Còn Công Phượng hứa là 1 giờ sẽ xin phép ban lãnh đạo đội để ra với ekip của Trâm Hồ. Yeah. Hy vọng là cái lời xin phép của Công Phượng ở đồi sẽ đồng ý để là có mặt sự xuất hiện của Công Phượng. Chúng ta hãy hy vọng đi. Nếu mà gặp được Công Phượng thì rất là vui. Không, ủa Công Phượng chuyển vô đội Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đi tập luyện Sài Gòn còn gì? Dạ đúng rồi. Giờ chuyển vô đây luôn rồi. Bây giờ chưa có đồ ăn review khăn lạnh trước. Đây, tôi kính thưa quý vị các bạn, đây là khăn lạnh của quán của Công Phượng nha mọi người.
Ủa xong nó chữ Công Phượng à, bánh tráng thịt heo. Cái khăn lạnh nó lạnh hả? Khăn lạnh đâu mà không lạnh. Có mấy quán khăn lạnh nó đâu có lạnh đâu. Có tên khăn lạnh nhưng mà nó không có lạnh. Quán này nó lạnh thiệt. Không mà món ăn ở đây cực ngon, cực rẻ, dạ. Cực miền Trung luôn. Dạ hả? Bây giờ mắc cũng được tại vì chăm hồ bao nên hôm nay em ăn thoải mái. Mọi người ơi, ăn thoải mái đối với em tiền bạc là phù du. Hôm nay tâm lý em thoải mái đó. Đúng rồi, miễn sao được gặp Công Phượng là được rồi. Rồi đây, thưa quý vị và các bạn, đây là thực đơn của quán bánh tráng thịt heo nha. À cái này đặc sản Quảng Nam hả anh? Quảng Nam. Quảng Nam. Đây, cho Tâm đọc cho mọi người nghe ha. Thịt luộc, thịt heo luộc cuốn bánh tráng Đại Lộc. À, Đại Lộc, bánh tráng Đại Lộc là bánh tráng mà bữa Tâm bên quán của anh Trường Giang có ăn rồi. Quảng Nam rồi. Đồ ăn lên rồi mọi người ơi. Bây giờ là ăn thôi, không nói gì nữa đó. Em phụ ảnh quay đi, với về ảnh ghép vô thêm nè. Trời ơi, ngon quá mọi người ơi. Đây là một mẹt lớn. Đó. À, cái này mẹt lớn đúng không? Mẹt lớn và giá thành đây tấn tập bao gồm là chỉ là 165. Còn không nhớ giá. À, cái này là mì Quảng Ác đó hả? Này là mắm. Mắm nem. Mắm nem. Trời ơi, ăn mấy cái này mà cái mắm nem này cực ngon nha. Ăn cái vị nó thanh thanh mà nó nhìn trông thấy nó mùi cực nó khác hẳn cái chỗ khác. À, đây là một phần luôn á mọi người. Đó, một phần đây là một phần là hai cái dĩa thịt như thế này. Mà cho em mượn đôi đũa đi anh. Anh phát đũa đi. Mọi người ơi. Đây, cái miếng thịt mọi người coi nè. Rất là to và dài nha, chứ không phải mà nhỏ xíu đâu nha mọi người. Được rồi, em mọi người ăn đi, em ăn. Thôi em ăn đi. Cho nó vui. Ăn chung cho vui. Nhưng mà cái này là không có chén to đúng không? Mình ăn mình chấm vô này thôi hả? Đúng rồi, chén to mắm nêm rồi chịu nổi. Trời ơi, được cầu thủ rồi. Trời ơi. Hạnh phúc quá. Trời ơi, hạnh phúc quá mọi người ơi, được cầu thủ rót nước mắm cho. Trời ơi. Minh hạnh. Biết bao giờ mới được đúng không? Ăn xong á xin cái hộp rót nước mắm vô đem về. Ừ. Để làm kỷ niệm. Ừ, kỷ niệm không ăn luôn nha. Không, nhưng mà này một chén này ăn đủ rồi, đó sẽ lấy mắm hết người ta cho mang thêm mắm cho mình. Dạ. À. Nói chung là trời, cái món mà em nghiền đây rồi. Đó, cái này nếu em nhìn không làm hình như là chả bò đúng không? Chả bò Đà Nẵng. Chả bò Đà Nẵng luôn. Nhưng mà chả mua cũng hơi mắc. Chả bò mà. Không, mà chả bò của Đà Nẵng rất là nổi tiếng nha. Nhưng mà vẫn phải lựa chả bò ngon nhất. Trời ơi. Trời ơi ngon quá mọi người ơi. Giá nữa chiều phải theo ý chiều nè, ốm ốm dài dài mới chiều nha, giá mập dài chiều cũng chiều nha. Tại vì giá mà trồng ngồi xong á. Giá mà trồng trên cát xong á. Giá rất là dài. Nó dài như thế này. Ốm, trong giá đó mình trồng nó bự mà nó luôn luôn bự. Nói chung là nguyên liệu là nhập hoàn toàn từ quê vô luôn, ngoài Đại Lộc vô luôn nha mọi người. Mà nó vẫn tươi nè, đúng là bay máy bay á, đi nhanh. Đặc biệt nha, rau. Trâm phải khẳng định một điều luôn, tại vì Trâm cũng là người miền Trung. Rau thơm ở miền Trung cực kỳ thơm và ngon. Anh ăn thử đi. Rồi bây giờ mời cả nhà. Trời ơi, kết hợp một tiếng rồi cầu thủ nhúng bánh tráng cho mình ăn rồi. Thích quá đi. Hôm nay phiền em quá à. Dạ, có sao đâu, Lâm. Xuống nó hai phần ship của đội thành phố cho anh. Bao luôn đồ ăn trưa của đội tuyển thành phố luôn. Thiệt luôn á. Giờ đội tuyển là người ta order vô tận nơi, ta ăn luôn mọi người. Ủa cái này mà chị hỏi thật nha, cái này có order về nhà ăn được không? Dạ có mà, em có giao hàng tận nơi luôn. Cái này có giao hàng tận nơi luôn mọi người, trên Now hay là Grab? Em không làm Now không đó, tại vì em nói là em đâu có quán giao nhiều. À. Tại vì có nghĩa là mình sẽ gọi điện tới đây rồi mình giao luôn hết đúng không? À. Em đã tự bút xe giao. À. Cái gì vậy? Đây là mì lá. Đây là ôi cái này em thấy lạ quá vậy. Mì lá. Cái này giống để em sẽ tặng tay kiếm cho chị một chút xuống. Em cứu cả đời cũng được em ơi. Em có vợ rồi. Chị giỡn thôi. Ý là cả đời chị tới đây chị ăn. Em hiểu không? Em cũng giỡn thôi. Chị tới đây cả đời chị ăn rồi em mới cứu cho chị chứ. Tới quá trăm, hai ông chủ ai cũng có vợ hết rồi. Nói chung là tay em rửa bằng nước sát khuẩn rồi chị. Rồi không sao em. Như thế này. Cái này nó cũng giống bánh ướt nhưng mà dạ, nó không phải. Này được đúng không? Dạ đầy đủ luôn em. Chị dễ ăn lắm. Dễ ăn dễ nuôi. Dạ. Nhưng mà không có ai nuôi. Anh kỹ quá. Hồi hộp quá. Hồi hộp. Coi cuốn bóc từ cá hồi hộp quá. Mình sẽ bỏ tất cả lên. Không mà thật ra ăn á, ăn bóc lúc nào cũng ngon hết trơn á, tay mình rửa sạch sẽ đi không, rồi mình bóc. Thật sự ăn cái này mà đeo bao tay là hết ngon.
không phải cắp đũa cũng không ngon nữa. Phải bắt tay mình có nước sát khuẩn ở dưới quầy mà. Dạ đúng rồi. Sát khuẩn thì nước sát khuẩn hàng tay rồi. Không chị lau tay sạch sẽ rồi em à. Không sao đâu. Tay mình chọn lừa cái rau chứ cái tay sao chọn lừa được. Trời ơi, chu đáo quá. Ồ, cũng trành điệu ha, đúng là... Ông chủ mà. Ông chủ một phần những hồi xưa ăn món này ở miền Trung cũng nhiều nhiều lắm rồi nè. Không mà, có thêm cái này nữa thấy lạ rồi đó. Cuốn cái cuốn đẹp ghê. Một hồi nữa tới em cuốn mất cười. Cảm ơn em, dạ, ủa em cuốn cho chị mà em cảm ơn. Kỳ mời ghê. Mời đi vô. Thôi em mời trước nha, em ăn trước nha, ăn thử nha mọi người ơi. Trời cái mắm nem là trong ghiền nhất. Được, luôn nè. Của anh để anh cuốn cho dạ, nha. Mình cũng được cuốn ké nữa mọi người. Anh giờ anh ăn sẽ cuốn 3 lần rồi nếu anh trường. Mắm nem ngon quá. Anh ăn xong anh rành luôn. Anh vô cho nó dính. Nó không dính mà phải dùng tay. Nó không dính mà phải dùng tay. Thì có nhiều lúc nó dính nhiều lúc nó không. Đó mọi người đang coi một cái gọi là quy trình cuốn bánh tráng thịt heo kiểu mẫu do chính tay ông chủ Đông Triều cuốn cho mọi người. Có thể mọi người muốn cuốn sẵn nhưng mà em dám mình khi mình cuốn cho mình ăn lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Bản thân mình cuốn là tại mình ăn 3 lần rồi nên cái cách cuốn là mình từ cuốn nha mình cũng. Mỗi người sẽ có một cái cách cuốn phá cách khác nhau. Đúng rồi, cái này không có một quy chuẩn mà nhất định. Ôi, mắm nem ngon quá. Mắm cái mùi mắm ngon ha. Ngon. Giờ không đi ăn xong không nhớ ông chủ quán mà nhớ mắm của quán mới đau. Mời mọi người vô nha. Cuốn cái cuốn em ăn luôn em. Cuốn cái cuốn như mấy cái cô cuốn gọi cuốn ngoài đường nó đẹp. Hôm kia anh có dẫn một mà không tin lấy nữa bà Trâm cuốn thử coi đậu đẹp. Chưa nha, cái đây mới chỉ làm hai món thôi. Đó là tôm xong. Tôm xong. Tôm đại lộc với lại thịt luộc cuốn. Hôm nay là bún mắm nem nè. Trời ơi em ghiền cái này lắm, em ăn ba lần ba tô cũng được nữa. Em nói thật mà. Mình có mì quảng hết bên kia. Còn mì quảng ớt nữa nha mọi người. Có ăn bốc không mà. Chia ra. Chị ăn tôm mắm, anh ăn mì quảng hết là đẹp. Không, tụi chị sẽ ăn mỗi người một ít cho nó vui, cho nó cho biết vị. Bé cho chị mượn đi. Cảm ơn bé nha. Đây, mì quảng ớt nè. Bún mắm mấy tô được mấy tô? Mình cho tất cả bún mắm 3 tô. À. Bây giờ mình sẽ chế biến tự mình làm luôn hả em? Dạ. Chị ăn bao nhiêu rau bao nhiêu mì là chị. Thôi bây giờ mình cứ trộn hết vô luôn đi ha. Được. Em rau. Con miếng càng cò dắt rau vô. Ăn chanh không? Có chứ, nhưng mà từ từ mình rưới nước xong rồi mới nặng chanh chứ đúng không? Rồi cái này mình đổ vô đây luôn hả em? Dạ. À. Ôi trời, hơi nóng. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Có nước mắm trong tay không? Dạ có. Nhiều ớt đây nè, hai miếng này, cái đùi bự luôn mọi người. Hai cái đùi luôn. Ui trời ơi, nhiều quá. Là một con luôn á. Trời sao nhiều vậy? À vậy là cái này là một con ớt luôn mọi người. Có ớt cũng bự nè. Cái giò muốn bự bằng giò Bích Trâm luôn á. Đó. Ở bên trong này. Có nghệ tươi luôn nè mọi người. Đây. Nấu bằng nghệ tươi đàng hoàng nha. Lụm cái này giờ đắp mặt. Đắp mụn. Ấy cái mụn cái mặt nè. Rồi xong, cảm ơn em. Một chút hay nhiều. Không anh kỳ quá, anh không biết kỳ người thuộc kỳ trơn á. Để em. Ủa không, cái này nặng chanh nó chạy xuống. Thôi cái này là không được rồi. Nó chạy ngược. Đúng không, nếu là nặng cái gì là nó chạy ngược chưa lại. Rồi xong rồi mình sẽ cho một ít tỏi. Cái này ớt để cho ăn cay. Tỏi vô nữa mọi người cho nó thơm nha mọi người. À, trời ơi, hấp dẫn quá. Châm nói cứ như Châm ăn ở đây 7-8 lần vậy. Không, tại vì em đã từng ăn mì quảng rồi. Rồi, phải có miếng bánh tráng ở đây nữa. Chính xác. Ở Quảng Ngãi có mì quảng không? Có chứ. Tưởng mì quảng chỉ có ở Quảng Nam, Đà Nẵng thôi. Mì quảng có ở Quảng Ngãi mà. Nhưng mà Quảng Ngãi thì đặc sản là bánh xèo. Bánh xèo Quảng Ngãi nè. Quảng Ngãi con Ngãi là hai cỡ luôn. Cãi ghê luôn. Đúng rồi, cãi tới Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo. Hay lo. Cái gì á? Thừa Thiên nằm co, Bình Định hút hết chứ ta, phải không ta? Quên mất tiêu rồi. Thôi. Ừ, hồi khán giả chửi chết luôn á. Rồi. Chị ăn thêm miếng gì đi em? Ăn cái chứ nó lát lên bề đồi. Em ơi, cho chị mượn cái chén được không? Chị sang bớt ra.
tại nhiều quá. Em nhúng này nó bị nhão rồi. Không nhiều lắm, cái đó để cho anh Lộc rồi ăn bớt thì nhiều. Ủa, quá không nổi. Nhiều thiệt luôn á, một phần bây giờ là quá nhiều. Tại vì có những bạn viên người ta không có đường kinh tế nhiều á, người ta ăn một phần vẫn đủ no cho người ta là cũng được kiếm được theo. Dạ. Em suy nghĩ vậy cho nên là em bắt bếp làm ví dụ nhiều lên, nhiều mình người ta ăn đi người ta no. Trời, ông chủ có tâm quá. Dưới hai hả? Dưới hai chứ em ăn mình em không nổi. Xuống lấy anh cái chén hết. Em đưa cho bông tím nha. Nè bông tím ăn phần này đi. Em với anh ăn nữa nha. Tại vì còn cái bún mắm nêm nữa. Mọi người biết Chiều nói sao không? Chiều nói là Trâm hỏi là tại sao một phần làm nhiều như vậy. Thì Chiều nói là tại vì Chiều nghĩ là có những bạn sinh viên, học sinh hoặc là những người lao động á, người ta làm tay chân cực khổ nặng á, thì bắt buộc người ta sẽ ăn nhiều. Cho nên là cứ việc làm nhiều cho họ, cho nên một phần rất là nhiều luôn á. Tâm lý dễ sợ luôn. Gặp nhiều người nó cũng người ta cũng nói chung là bán gì đam mê nha mọi người. Con người miền Trung mình là cũng vậy, nó hay nghĩ cho người khác hết. Cảm ơn bông tím. Đây cho chị ăn cây ăn ớt này nè. Đây là tự bầm tự làm. Tự bầm tự làm. Nói cho chính tay Đông Chiều bầm. Anh ăn ớt không? Xong rồi mình bỏ lên chảo mình đổ đậm sao lại ra. Thôi đủ cay rồi, đủ cay rồi. Lại bỏ nhiều ớt quá ham hố. Mà anh Lộc mình là bán cái này đúng đồ luôn, đúng chỉnh luôn. Trời ơi. Người miền Trung đi ăn quán miền Trung rồi còn gì để nói nữa. Ngon quá à. Trời ơi, cái tô kìa. Đã nhờ. Một phần như vậy là một con ếch luôn á mọi người. Ghê không? Tại vì này chia ra làm đôi cho nên thấy ít vậy thôi, chứ một phần là một con ếch luôn. Con tím ơi, ăn ếch thì nó có vị gì nè? Nó có vị ếch. Ừ. Cái vị của con ếch. Nhưng mà nó ếch hơn mấy con ếch khác. Ếch này á, nó nhảy từ Quầy Đào Quảng Nam mới vô tới Sài Gòn cho nên là cái cơ của nó. Cho chị miếng giấy biên. Bởi vậy con ếch này cái cơ của nó chắc, nó săn chắc hơn với con ếch bình thường. Ếch này có tập bà nữa. Ếch này nó nhảy từ Quảng Nam nhảy vô đây á anh. Đổ văn dơ. Đổ văn dơ. Này hôi. Đổ một cái là ăn đòn nha, chứ không phải là nó hôi. Nghệ sĩ nghệ gì cũng ăn đòn hết á. Nước thì đổ ra ngoài được nha. Mọi người ơi, đừng chửi Trâm. Này làm màu thôi rồi, mình chế lên nha. Ít thôi, sợ nó mặn á, rồi xong. Cái trộn xong ăn là mình chế tiếp là nó vừa. Cho em mượn cái muỗng đi, em trộn lên. Đây, muỗng này. Em sẽ trộn lên. Để coi bà Trâm có trộn lên hồn vậy nha. Đây, trộn như lọc này, đó. Lên màu đẹp chưa? Ừ, trộn ơi. Tươi mọi người. Ăn 3 lần trộn nó khác, ăn 1 lần trộn nó khác mọi người ơi. À có màu nó ớt nữa, tại vì anh ăn ớt nhiều nữa. Từ từ cũng chế trộn được thôi. Màu Trâm trộn ra màu gì? Màu xám là chết luôn á. Nè, thì cũng giống vậy thôi. Chưa có trộn hết. Thì em từ từ chứ, trời ơi. Uống bia ngon hả anh? Cái tôm cái gì? Tôm xong. Cái ram này nè, ram tôm này nè, mình bỏ vô mình ăn được chung luôn đó mọi người. Ăn chung được luôn. Nhìn hấp dẫn chưa? Trời ơi, đúng miền Trung rồi. Để ăn mì Quảng mà mình không ăn bánh tráng nè. Có mình ông không ăn thôi chứ em ăn mà. Trời ơi, xin lỗi. Thiếu sót quá. Chị ăn bánh tráng chị. Rồi, cho em mượn cái tô. Cái tô cũng có nên hồn nhỉ? Vậy nữa hả? Cái nhiều mặn á, mặn vừa rồi ăn. Dừng lại đi Trâm. Dừng lại đi em. Được rồi, cho anh ăn chung. cho chị miếng. Không phải. Đừng có trộn cho đẹp lên hình được, không ăn được. Thấy không? Mặn thì mình uống nước nhiều thôi, cái gì đâu. Mặn á thì mình bóp á. Bóp cho chảy nước rồi mình đổ ra. Cái con cục màu trắng này coi nè. Trộn dở quá. Từ chứ, trời ơi thiệt luôn á. Em ăn với anh ăn đâu mà. Anh ăn ké gì nhỉ? Lấy cái tô đi. Đây. Nhưng bây giờ tô cho anh. Lúc đầu nó hơi chậm tại vì chưa quen. Dạ. Tại vì quán làm cũng vậy anh kìa. Cho nên bây giờ là lanh quá rồi. Mọi người coi nè.
một tô ứ hự, cái tô này nó to cái mặt em luôn rồi. Phải, tại vì cái tô to chứ không phải là cái mặt em nhỏ, hiểu không? Hiểu cái vấn đề chưa? Đừng có nghĩ là do cái mặt em nhỏ cái nó mặt em to, nhưng mà cái tô to hơn cái mặt em, có nghĩa là mình đang phóng đại cái sự to của cái tô, dùng cái biện pháp đòn bẩy, tại vì cái mặt Hồ Bích Trâm đã to rồi mà cái tô còn to hơn cái mặt Hồ Bích Trâm nữa, là cái tô rất là to nha mọi người nha. Thôi tự tính tiền nha anh nha. Nãy giờ đâu có, tôi đâu có gọi món đâu, chính miệng gọi món thì đó tính nha. Nói chung là lấy đũa gắp đi nè ông Tím, lấy đũa gắp đi ông Tím. Giờ review trong đây có gì nè, bún mắm nêm là phải có bún rồi mọi người đó, là phải có bún với mắm nêm, là chốt đơn là bún với mắm nêm. Còn ram này anh khùng quá, bún mắm nêm là phải có cái tô, không có tô sao đựng được bún mắm nêm. Lỡ mà người ta thích ăn trong thao sao? Không ai bún nêm mà trong thao rồi trơn á. Nhưng mà lỡ mà người ta thích sao? Chỉ có anh thích thôi. Còn cái ram tôm này là ở ngoài gấp vô nha mọi người nha. Còn cái này là chả bò này. Chả bò đặc sản ở miền Trung, rất ngon. Theo lời của Đông Triều thì chả bò này rất mắc. Đã. Rất mắc. Mọi mà chả người bò mắc đi Đà Nẵng du lịch mà mua chả bò mang về thì biết cái giá thành của nó. Ừ, nhưng mà chả bò nhiều khi mọi người mua chả bò mà không có bò, bò còn chả bò này nó có chả bò, chả bò Bà Địa. Chả bò này rất là mắc cho nên mình trong tô là mình cũng thử một miếng chả bò luôn. Ngon ha. Chả bò lúc nào nó cũng ngon hơn chả thường đó mọi người. Cảm giác có gì mà dính vô chả bò, thịt bò cũng ngon hơn thịt thường. Không, chả bò này chắc chắn có bò đúng không? Chắc chắn có bò. Mình tin chiều mà. Mình tin tưởng. Không. Em bán cái gì là em ăn được, em bán được. Nói nói này giỡn thôi. Ví dụ như mình giỡn, nãy giờ mình đang giỡn là ví dụ này là ram tôm nó phải có tôm á, kiểu vậy chứ không phải là không, này chả bò rất ngon. Ăn gấp đi. Không, nhưng mà chả bò Đà Nẵng ngon thiệt. Hồi đợt đi Đà Nẵng mua về cũng quá. Chả bò Đà Nẵng rất ngon nha. Ăn tự gấp đi. Không, em gấp thử coi thử hồi chung luôn hả? Sao nè, ok. Gấp đi. Em cộng đũa em rồi. Ừ. Ăn luôn đi, thôi kệ đi. Sida thôi mà, đi đâu mà. Đây nè. Nè, có miếng rau nè. Có tầm quá là bún không nè trời. Cái tô lọc nè, màu lên màu à. Trả lại cho miếng bún nè. Nhiều quá. Nhiều quá, em ăn nhiều quá. Không nhận nữa. Giờ chỉ nhận thịt thôi, rồi. Không lấy ra rồi, Trâm ăn rất là mặn. Nè, Trâm sẽ chế em vô. Tại vì Đông Triều nói là cái tô của anh Lộc đẹp, tô Trâm không đẹp, tức quá. Ăn bún mắm nêm chứ không phải ăn mì Quảng đâu mà chế nước nhiều vậy. Lên màu rồi đó. Lên màu chưa? Ớt vô á, nói đẹp hơn. Không, bún mắm nêm là mình phải ăn vừa cay vừa mặn nó mới ngon. Thà ăn xong uống nước. Trời ơi, ngon quá mọi người ơi. Thử nè. Mồ hôi mồ hám chảy luôn rồi ha. Chảy biết cái đồ cay với đồ... Không cay. Không hề cay luôn. Không hề cay. Cay. Anh. Bông Tím gấp miếng chả bò, Bông Tím nhiều lắm. Em ăn mấy miếng rồi hả? Mấy nè. Gì chứ cho chả bò là lấy. Làm tôi mỏi ăn mới được. Đây là cái bill tính tiền. Bây giờ mình sẽ đếm đầu người. Không tính triều nha, không tính triều. Cái chị đang cầm máy đây là 1 nè. Cái anh hồi nãy đi chung với chị là 2 nè. Bà này là đi chung với Trâm là 3 nè. Mông Tím là 4 nè. Trâm là 5. Với lại anh chị anh Lộc với lại chị Lộc nữa là 7 người. Ông quay phim của Trâm nữa. Ông quay phim nữa, ông đang cầm máy nữa là 8 người. Và số tiền đó chính là 729.000. Ở trong đây là chiếc khấu 81.000 nhưng mà Trâm nói là không có bớt nha. Đây số tiền là 810.000 mà mình đi 8 người. Vừa tới 100.000. Mà mình uống nước là đã hết 100.000 rồi, mình uống 7-8 lon nước luôn. Đó, mọi người nhìn nè nha. Rồi, bây giờ Trâm sẽ cho mọi người thấy cái giá nè. Thịt heo luộc cuốn bánh tráng đại lộc nè. Số lượng là 2 phần. Đông Triều không đó không có nhìn cái menu đâu. Đây 2 phần, thịt heo luộc cuốn bánh tráng đại lộc nè, 2 phần nè. Đó, 2 phần mà chỉ có 170.000 thôi nha. Mì Quảng ớt nè. 3 phần. Là 1 phần có 85.000 hả? Ờ. 2 phần, cái này 2 phần. À. Rồi cái này ớt nè. 1 phần mì Quảng ớt là 55.000. Rồi là bún mắm nem ăn 4 phần, mỗi phần có 40.000 thôi. Rồi chả ram tôm nè 65.000 mà 3 phần nè. Quá ngon luôn. Nước suối 2 chai, Coca 6 lon. Vừa ăn vừa uống luôn. Mà dường như là gần hết món của quán luôn rồi nha. 810.000 nha mọi người. 8 người ăn thì mọi người nghĩ rẻ hay là mắc? Mọi người là tính chịu hao. Ừ. Đông hơn nữa. Mà ăn xả láng luôn á. Mà ăn vẫn còn dư đó nha. Mọi người. Mà còn mì chưa ăn nữa. Tại ăn không nổi á, nhiều quá. Nhiều quá. Lúc đầu nghĩ mọi người có cái bàn nè. Nghĩ là
mà cầu thủ mà mọi người mở quán bán là thương thương thôi, ví dụ đồ ăn đồ là thương thương thôi cho nên order nhiều. Lần sau mọi người tới đây rút kinh nghiệm, order ăn đi thôi, khi nào còn gói hẳn order tiếp, hiểu không? Order một bàn đây là ăn không nổi, ăn xong mà thở. Coi nè, đúng rồi, nhiều quá. Đây một thực đơn quá rẻ nha mọi người, này là giá này là cái này là bill. Alo mà bill bill tính tiền quá rẻ nha mọi người, quá hợp lý luôn đó. Mấy bạn sinh viên học sinh á là đủ khả năng để mình đi ăn luôn nha, mọi người nhớ tới đây để ủng hộ nha, rất là ngon. Ông chủ có hay có mặt ở quán không, chiều có hay ở quán không? Có. Ờ, chứ sợ để mọi người ôm mộng qua đây được gặp chiều cái mọi người qua qua đây ăn ngon rồi qua ăn thôi nha, chứ đừng có ôm mộng qua đây để gặp người này người kia, hiểu không? Vô luôn, vô chung luôn cũng được. Vô em chị, vô chị. Ra nữ cũng được đi. Vâng, bye bye. Bye bye mọi người, và hy vọng là clip này sẽ cung cấp cho mọi người được một cái địa chỉ để mọi người có thể tìm tới và ăn một cái địa chỉ rất là rẻ và rất là ok. Chăm nhớ địa chỉ luôn, 79 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Đúng rồi, chưa nói, Chăm cũng chưa nói địa chỉ cho mấy bạn bên đây nữa. À, đúng rồi, đúng rồi. Mọi người ơi, đường Bạch Đằng nha mọi người, đây là đường một chiều cho nên mọi người hãy sờ một trước. Đây. 79 Bạch Đằng, 79 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Đó, có số điện thoại luôn nè mọi người, 028-66-535-689. Đó, mình có thể gọi điện để mà order về nhà ăn nha. Hôm nay á, thật ra là cũng hy vọng là mình lên đây để mình review các món ăn miền Trung cho mọi người, để mình có thêm một cái quán để mà mình biết được ở đâu nè, địa chỉ ở đâu nè, và quán ăn và giá tiền nó như thế nào. Thì hy vọng là mọi người sẽ tới đây ủng hộ cho Đông Triều cũng như là Công Phượng. Mặc dù là ngày hôm nay không có được gặp Công Phượng, vậy thì Công Phượng gặp bận tập luyện nữa, nhưng mà may mắn là gặp Đông Triều. Cảm ơn Đông Triều rất là nhiều. Chúc cho em kinh doanh càng ngày phát đạt và nhân rộng nhiều quán hơn nữa, nhiều chi nhánh hơn nữa. Cảm ơn chị. Rồi, bye bye. Hẹn mời gặp lại mọi người. Mọi người ơi, ở quán này có một cái điều đặc biệt nữa là có cái view sống ảo nữa nha. Bây giờ mình sẽ xuống khám phá cái view sống ảo của quán. Đây, đây là cái view mà trong đó là sống ảo của quán nè. Đầu tư đến nỗi cả cái view cái bên luôn. To ơi là to luôn. Rồi bây giờ làm đi, tạo dáng cho đúng nha. Ủa giống không vậy?